Xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Bây giờ thì đang là buổi sáng sớm các bác ạ. Ngày chủ nhật. Hoàng Hiền vừa nhận được điện thoại của chị gái của chú Tư, mệnh danh người ma Thái Nguyên, là chú đã đi ra khỏi nhà. Đấy, đi ra xã em. Và hôm nay thì chú thay đổi đường đi. Nhanh nhanh đi nhanh. Là mọi hôm mà chú dắt ra ngoài bên đường bên thành phố, nhưng hôm nay là dắt đường ra chú Nguyễn Phú Bình. Đấy. Chị gái của chú Tư thì là chú dắt xe thì cái là bà theo sát ngay và điện cho Hoàng Hiền là chú ấy đang đi ở đường bên này. Đấy. Bây giờ sẽ ra ngay để gặp chú Tư các bác nhá. Đấy. Hoàng Hiền cũng rất hồi hộp, không biết này, chú Tư là người như thế nào. Đi cùng là có em Lam. Đang sáng sớm mọi người vẫn đang ngủ luôn, trời lạnh lắm. Chú Tư này là Hoàng Hiền là chưa vào 4 lần vào nhà rồi, không được. Đấy. Tiếp cận thì còn thua, nhanh em đi nhanh. Về số các bạn nhé. Lạnh quá à? Chú này xe bị hỏng rồi, nên là không đi được, dắt bộ luôn. Ra đi. Lạnh đang lạnh buốt rồi. Đấy. Cứ từ đây ra đến vòng xã là cái ông nào dắt xe là đúng là ông đấy. Dắt xe nào? Bên này có không? Không có, kia xã này. Đấy, dắt nhanh vết đấy nhỉ. Lạnh nhá. Anh em dậy mất rồi. Chạy ngay. Hoa ở đâu ạ? Vừa điện là đứng ở cái đầu kia bác ạ. Nhanh. Ư nhỉ. Ai nhỉ? Không tới đâu nhỉ? Ra ngã ba này để ngó ngó thì chạy được vào nhá, trên đến dưới nhá. Ba đâu rồi? Đâu đang xuống đây à? À ok ok, à kia rồi, kia rồi, kia rồi, đây rồi, đây rồi. Ok ok, ba cứ đợi, ba cứ để con nói chuyện. Đây rồi, con thấy đang dắt xe là đạp đây không? Đang ngồi xuống kia không? Rồi, con biết rồi. Rồi, đúng thôi nhá. Chú ơi, chú ơi, chú ơi, chú, cái à, chú ấy không, không có chuyện đâu. Lạ không nói chuyện. Hả? Lạ không nói chuyện. Không nói chuyện, không nói chuyện nó đi đấy, con này giờ nó đi đấy. Cháu làm, quay được chưa? Làm nào bây giờ? Bây giờ chỉ có cháu ngồi xe máy, cháu ngồi đằng sau, cháu quay trở lại thì cháu còn quay được. Nó không nói chuyện. Không nói chuyện à? Không. Bây giờ chỉ có cái Nga tưởng nó quay theo cháu. Nga kia phải Nga kia không? Ừ, Nga chứ kìa. Nga ơi. Nói chuyện đi. Bảo chú ấy nói chuyện đi. Bảo chú ấy họ lại đi. Bạn nó nói chuyện đi. Giới thiệu qua cái bạn Nga là trước nào cùng với Hoàng Hiền. Nga là cháu.
Anh là cháu phải không? Ừ, là cháu của chú Tư. À, chú Tư thì hay gọi, gọi bạn Nga là vào mua đất. Ừ. Đấy thì Hoàng Hiền cũng liên hệ bạn Nga. Đấy nó để sang gặp chú ấy nói chuyện. Bây giờ chỉ có Nga nói chuyện được. Nga ơi, nói chuyện xong thì bảo chú ấy vào đi ăn sáng, tớ mời. Đi ăn bún. Ừ, đi 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 Nga đi. À. Chứ còn cô bây giờ đi thôi là nó chửi cô. Bà đấy là nó chửi, chú ấy chửi à? Ừ, chửi lên suốt. Thế thì con chạy theo nhá. Ừ, cháu chạy theo đi cho cô, đi cùng đấy. À. Cô đi theo sau, cháu đây rồi. Vâng, vâng. Bạn Nga này, bạn ấy, chú này chú ấy quen bạn Nga này, bạn Nga là cháu, thì là mấy lần họ chậm chậm. Bảo bạn Nga này mua đất thì chắc là nói chuyện. Nói chuyện đâu, ai không nói chuyện nhá. Đấy, vâng, thấy không? Chú ấy là bị thần kinh. Đấy. Đấy, cháu mà không nói chuyện luôn. Càng đấy. Họ. Không 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 nói chuyện à? À. Biết đi theo rồi nhưng nói chuyện. Biết bạn Tiến đi theo rồi. Kể cả bạn không nói chuyện. Không, tại vì lúc nãy chú nhìn bạn Tiến đi theo sao rồi. À. Dắt cái xe nó đi kìa. Cháu bảo dắt cái xe nó sửa xe cho anh chú không nghe à? Không nghe. Không nghe đâu. Đi kia thôi. Căng ấy nhỉ. Bây giờ Nga cứ đi một mình nên bảo chú ấy là đi ăn sáng cháu mời xem đi đâu? Cứ đi đâu phải không, xin tiền cho này hả? À? Ý là mình cho tiền chú không lấy đâu. À. Chú là đói quá mới xin thôi. À. Chứ còn bình thường không lấy đâu. À, dừng đâu sao kia? Ông quay được mặt hay chưa? Quay được rồi. Quay được rồi. Vâng. À, từ để hôm nào cháu tắt cháu nói chuyện với chú ấy đã. Tại cháu đi đâu ngoài chú cũng quay lại nhìn bà đi đằng sau ấy. Ừ. Nên là chú cứ đi. Nếu không biết bà đi về đi. Con đi về nhá. Vâng, bà về đi. Cháu vâng, bà về đi. Không bây giờ lúc này nó bây giờ vâng. Rồi, chú không nghe đâu. Không thì để tầm chiều hai vợ chồng cháu sang để cháu đi vào đi. Chiều tối cháu quay là mở cửa. Ý là bọn đi sửa xe cháu đi. Đúng là cứng như sắt nhỉ. À. Ba đứng đấy nhá. Để con chạy xuống à. À. Bạn cứ đi trước nói chuyện đấy. Nam đi chậm, Nga hơn nói chuyện. Cứng lắm, chú ấy không phản ứng gì các bác. Cháu của chú ấy mọi lần mà hỏi mua đất của bạn này bảo bạn này sang mua đất suốt mà hôm nay gặp còn làm như kiểu người không quen luôn. Càng đấy. Người đang ở chợ Hành nhá. Rồi họ đang bờ, đang này. Rồi, ok. Em cứ tắt máy đi. Bạn Nga bạn nói chuyện xem nào. Chú này thì có nhiều ý kiến nói về cái tình trạng của chú ấy. Đấy. Có người cho rằng là bị chài. Có người cho rằng là bị ma nhập. Có người cho rằng là đất ở nhà lắc có ma. Nga quay lại rồi. Gần nét nhỉ, không làm cái nhào được. Hả? Không nghe à? Ôi giời.
dừng nhặt ve chai rồi. Dừng nhặt ve chai các bác. Đi đâu rồi? Đi mãi này. Căng đấy nhỉ. Vẫn bún này. Mời vào ăn. Không phản hồi. Chú ơi, chú đi đâu đấy? Không, không nói chuyện. Nhập chai lọ. Đúng là như bà nói là lạ là không nói chuyện, không tiếp xúc. Thực sự là thấy chú rất là khổ các bác. Đấy, muốn giúp đỡ nhưng mà các bác cũng hiểu là chú ấy đang bị thần kinh. Đấy, nên là nó không như người bình thường. Chú dắt đi gặp chai nọ là vẫn nhặt bình thường. Đang đi lên đoạn cầu luôn, vượt qua. Lắm các bạn, cũng như sát. Ai nhỉ? Bài lộ diện xuất hiện nhé. Chú Tư ơi, hôm trước cháu vào nhà chú hỏi mua đất đây. Chú có bán đất không? Không nói gì. Càng lắm. Nào bây giờ
Thôi chậm 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 chậm. À đây có nhiều cái hoa. Chơi đó là bà trà thông am. Đây, nó dắt này xuống huyện. Đang ở Nhã Lộng nhé. Xóm Lón. Họ họ trong bờ. Họ họ họ. Chú này là một cái rất là khó này, chú ấy người lạ, chú không nói chuyện. Đấy. Không nói chuyện với ai mà cho họ không lấy. Lúc nào mà chú ấy có nghĩa là mang đến nhà để cửa thì lại ăn. Đấy. Bình thường là nếu mà đói quá thì mới xin. Đó. Đi suốt đường này rồi. Mày tiếp cận rồi mà. Càng đét. Sớm nhỉ, sớm đi. Đấy, nhà trai đấy, nhà trai đấy, đang còn lề đường nhà đấy, đấy à. Nhà to, nhà to. Vừa có tính vừa đi vừa nhổ dọc đường ấy. Mất vệ sinh quá. Nói tiếp hả? Nam đi thì tí nữa nè. Kiên trì thêm tí nữa nè. Đừng ở chỗ dưới này thôi. Chối cột này, chối cột này. Cho kệ cho chú nhặt. Đây quay được. Thật ra thì chú rất là khổ các bác. Khổ lắm. Bởi vì là số phận mỗi người sinh ra này, chả ai mong muốn là bị như vậy. Đấy. Nếu bình thường thì những người bình thường thì chú như này thì sức khỏe có lấy vợ sinh con đi làm phát triển kinh tế, đấy là cái điều hạnh phúc của mỗi người. Nhưng mà chú thì không có cái đấy, do là bị như vậy nên là vợ con thì không ai lấy, bố mẹ thì cũng mất hết rồi, rất là khổ. Em đi từ bên cạnh chú nhé. Em đi rìa ngoài. Đi bằng đi. Đi bằng. Chú có bán đất không? Hả? Chú Tư ơi. Hôm nọ là cháu thấy bạn Nga bạn ấy bảo là chú bán đất, cháu nên mua. Đi đi nhanh. Hôm trước cháu vào là cho chú thịt với lại bún này. Đi bằng đi, đi nhanh nhá, tí nữa.
Chú Tư ơi, vào đèn bùn ra. Căng nhá. Đây. Các bác xem có, các bác theo dõi video, theo các bác là có cách nào giúp đỡ chú không? Mà tiếp cận được. Hoàng Hiền thì là giáo viên đấy, cũng đã dùng nghiệp vụ sư phạm đấy, tiếp cận rồi, nhưng mà đối với trường hợp này không ăn thua. Đây là đúng là kiểu không nghe, không thấy, không biết. Đi vào làng Hanh rồi. Bây giờ vào ăn sáng đó các bác. Rồi có đi theo thì chú ấy cũng không tiếp cận, tìm phương án khác, xem là có phương án nào mà khả quan hơn không. À, nhờ bạn Nga là cháu của chú ấy, đấy, vừa gặp ấy. Xem bạn ấy tối bạn ấy vào, bạn ấy trao đổi là mua đất với lại Hoàng Hiền giúp đỡ xem này. Chú ấy coi như là tôi đang đi vào làng Hanh rồi. Căng bét nhỉ? Thôi đi. Mời các bác nhé. Ăn sáng với anh em.